Rồi, mình sẽ cho anh em xem cái quãng đường mình đã đi được ha. Hai mươi một phẩy chín mươi lăm km nha, là đi về luôn thì khoảng 22 cây. Cái này bình xăng nó còn không tới nửa bình nha nè, thì nãy mình đổ là tới cái mí này nè, cái mí này chắc là khoảng 4 lít rưỡi thôi. Mí này ha, 4 lít rưỡi nha. Em coi nè, bình này 5 lít nha, nó đầy tới đây mới được 5 lít nha nè. Mình cũng có thử rồi á, đầy tới múc chỉ này luôn là 5 lít, tại cái can này can 5 lít đúng ha. Còn tới đây là mình chắc khoảng 4 lít rưỡi thôi. Mình cũng chia có cái can này rồi, nhưng mà cái can này can mới làm nên nó không có chì vạch. Cái can mấy can chia mình tặng cho anh em mua máy cho rồi. Thì đi không đi dễ giật tầm khoảng chắc hơn 2 lít thôi, đẹp 2 lít rưỡi. Này 2 lít rưỡi không? Cái này tới đây là 2 lít rưỡi. À đúng rồi, vậy là giật khoảng 2 lít rưỡi nha nè. Này còn khoảng 2 lít, này 4 lít rưỡi thì khoảng 2 lít, 2 lít rưỡi. Thì 2 lít rưỡi anh em cứ chia cho quãng đường là 22 km đi. Thì ra 1 lít chạy gần 10 cây nè. Anh em biết tại sao gần 10 cây không? Tại vì cái này mình thứ nhất là mình xuống cái bình xăng họng 34. Bình xăng này nó xịn hơn bình ô cô một xíu. Bình này nó bốc hơn á. Bình này nó cũng 80 với nắp chao 40. Thì cái này theo mình đánh giá thôi, do mình đi cái vỏ này theo mình nó cảm nhận thôi. Chứ còn nếu mình đi vỏ nặng thì nắp chao với bình này nó sẽ khác nhau nữa. Tại vì cái nắp chao thì nó nạp mạnh hơn á. Cái này mình chia sẻ thêm với anh em. Với một cái nữa là cái bình này thì họng 34 thôi, nhỏ hơn nắp chao ha. Thì cái nắp chao thì cái ga đầu nó rất là hao xăng, nhưng mà anh em chạy đúng cái ga nó cũng mới tăng xăng thôi. Thì cái này thì cái quãng đường này thì nó dài ha. Anh em thấy mình chạy liên tục không hề tắt máy, không hề quấn bọc luôn nha nè. Ha, anh em để ý ha, không hề tắt máy và không hề quấn bọc, mình quay liên tục luôn. Mình coi km tối đa, km tối đa cũng bự nè, được 86 à. Thì dung dịch này của em mình nha. Dung dịch có con này thì mình làm nó chưa đạt không, mình còn chưa chỉnh lại nữa. Thì cái này thì nữa mình sẽ tính sau đi. Còn cái này thì dung dịch này của em mình mượn chạy thôi. Thì hôm hổm mình mượn cái nắp chao 42 nó chạy, nó đã lắm nè. Nắp chao đó chạy kinh lắm, nạp nó vô lắm vô luôn. Chạy nó đạt tốc độ tối đa hơn hơn là cái bình xăng này ha. Xăng này thì nó ít hơn nhưng mà vậy là cũng được lắm rồi. Thì mình đo cái áp 69 anh em biết ha. Thì anh em số anh em hỏi tốc độ bao nhiêu này kia, anh em khi mình có nói mình em không biết, anh em không có nghe được, không có coi tới khúc đó không chừng. Anh em xem hết clip thì có khi nó nhàm chán cũng không chừng. Nhưng mà nhằm khi mình biết được số thông tin mình chia sẻ, cái anh em muốn biết mà lại hỏi mình thì mình cũng không trả lời, khi mình xem không có thời gian trả lời nữa. Thì này ra biết 76 lòng vuông nha nè, test clip thứ hai cho anh em coi ha. Như vậy thôi, thì con này là 2 vòng cầu tối đa chứ mình có nói. Này xài pin đề nha anh em, thì bây giờ công nghệ giờ mình chơi pin đề hết, còn mình làm cho này chắc là bình đề thôi. Thì lý do là cái pin đề nó mắc hơn cái bình đề ha, tất nhiên thôi, gọn nhẹ hơn, nó nhẹ hơn phân nửa luôn. Hầu như cái bình đề nặng gấp 3 lần, còn pin này nặng nó nhẹ lắm. Nên bây giờ mình làm ở nhà mình cũng đều hết, con 72 cũng vậy á, 72 cũng là pin đề thôi, không có bình đề. Mình hồi lúc mà mình gáp tới giờ mình chạy, mình quay clip anh em xem hoài đi. Từ lúc mà mình đổi cái mặt nạ này nha, mặt nạ này mặt nạ khác. Thì mình chưa có sạc lần nào luôn, tại máy chạy sạc vô ha, nó đủ nó ngắt luôn nên á. Cái đó dạng mình giống như chơi công nghệ vậy đó. Thì cho nó đủ với cái lượng pin sạc đủ thôi, nó không có bị dư điện này kia á. Tại có một lần mình gắn cái bình, mình chạy, em mình chạy quãng đường xa quá, nó sạc nhiều quá, nó hư cái bình luôn nè, sập lắc luôn. Thế đó mình nói thì phần pin phần bình thôi. Đợt rồi mình cũng có làm cho một anh bên Vĩnh Long, sẵn mình chia sẻ luôn á. Trước mình có quay một lần chơi chạy trên chỗ này nè. Thì anh đó cũng khá là nhiệt tình, cũng theo dõi kênh mình lâu rồi. Thì mới đặt, tin tưởng mình đặt bộ hay đặt cọc trước, sau đó mình làm thôi. Anh cũng không gấp gì nhưng mà mình cũng tranh thủ nha nè. Lần đó mình ưu ái cho anh làm pin đề ha. Thì đó cái máy được đó chạy rất là đã. Nó mạnh cũng ngang ngửa con này nè, nó thua chỉ có mấy cây thôi. Gabit 72 này mới ha. Con này 76 này mới thôi, làm vuông. Con này phiên bản đặc biệt. Con này cái nồng nó ốc cũng còn nhà hè thôi. Thì mình chạy con này thì cái nồng nó không có nóng nha nè. Hầu như cái nồng nó, nếu mình làm cái ống nước mình ra bờ bự chà bá mà mình không qua cái bô này á, là cái nồng anh em chạy bảo đảm anh em chạy gần, anh em gần nó không có nóng được luôn á. Tại nước vô nó rất là nhiều, cái ống vô nó bự dữ lắm. Này con lồng vuông này nó vậy. Này, ốc là bò vàng ha. Con này thì nó cái bô này không phải của nó nha nè, cái bô này cũng ra biết khác. Mình về qua cái bô zin của nó khác. Bô zin con này nó nhìn nó kịch cộm lắm, nhìn nó xấu nữa. Gắn con ra dẫn là bô này bô ra biết đi cho nó ok. Nãy mình kéo mạnh quá cái nó có đoạn cái chấn nước nó dồn tới nó để một cái lú cái mũi ngoài luôn. Hơn dài cái mũi cũng vỏ màu vàng luôn. Cái gì? Có cây dưới gãy mũi. Thì bả vậy cái chấn quá nhiều luôn rồi.
kéo vô dữ vô cái nước nó đẩy ra cái là cái ào lên rồi bay đây luôn. Thì mình sẽ đẩy nước lên để mình thụt lại, mình khóa hai cái vỏ lại ha, hoặc là mình thụt cái vỏ này tới chứ cũng được, không sao. Cái clip mình quay cũng khá là dài luôn, hơn nửa tiếng à. Vậy đó là toàn bộ quá trình mình chạy đi liên tục anh em. Mà hên lần này cái là không dính bọc, cái nào cũng khỏe biết nhiêu. Cái này dính bọc rất là khó gỡ, anh em bắt buộc anh em lên bờ quay cái láp anh em gỡ mới được, chứ vỏ này là không có quay cái láp lại nha. À với lại nãy mình chạy ngoài sông lớn thì nãy chỉ có một cái ghe là nó làm tạt nước của mình thôi, đạt vô mình thôi, cũng ít thôi, không nhiều. Nước cũng ít thôi. Có nãy mình đi chợ mình đậu dưới sông thì cái ghe kia nó chạy, cái ghe cái hình như ghe lúa ghe dịch mình quên là nó chạy cũng hơi lớn. Tại ghe sông lớn mà nó chạy lớn nó tạt một cái nhẹp. Không ước mình mà nó vô nước rất là nhiều luôn, tại vì cái sóng á. Tại đó mình đậu gần cái mấy sông. Sông nó cũng lại, nước nó dồn mình rất là nhiều. Cũng may có vỏ kia nó chặn lại bớt mình còn bị. Thì vỏ này chạy rất là phê à. Thì mình chạy một hơi thì mình quen thôi. Bắt đầu chưa quen. Nãy mình ngồi tư thế giống như mà ngồi ăn đám dỗ anh em. Tư thế cũng khá là Thái Lan anh em. Rồi tư thế Thái Lan nghe cho nó hay chứ tư thế đám dỗ thì nó kỳ. Sao anh chia sẻ anh em một vài vấn đề. Ngồi tư thế đó thì chạy nó rất là đã. Nhưng mà anh em ngồi lâu cũng khá là mỏi. Thì mình chạy quãng đường gì mình cũng cảm nhận mỏi được ha. Hôm qua mình test thì nó cũng có ê cái giò mình thôi. Nó mỏi thôi chứ nó không phải là bị đau anh em hiểu không? Có nghĩa là anh em ngồi tư thế đó hoài sẽ bị mỏi á, bị mỏi cơ á. Chắc nó acid gì quên mất tiêu à. Glutamic gì đó nó bị làm cho cái khớp mình bị mỏi. Lâu mình quên cái acid đó rồi. Thì trong đầu gối nó tiết ra đó, trong khớp á. Thì cái đó thì nó làm cho mình bị mỏi thôi. Còn nếu trường hợp mình ngồi theo kiểu mà ngồi bàn ngồi nâng chén á, thì anh em sẽ ngồi thoải mái hơn là mình ngồi đưa giò lên trước ngồi xếp bằng á. Thì cái đó thì mình chạy nó im hơn. Thì được cái chuyên dịch nó rút láp anh em chạy tới mức nào đó anh em để mức đó là nó tự rút chuyên dịch lên thôi, nên chỉ cần lái thôi chứ không cần phải đè nữa, không cần phải chổi, nó rất là đã. Thì con này mình làm không có hạn liệt nước nha anh em, chạy cái lừa cái vỏ này không cần thiết phải làm gì đó anh em, quan trọng anh em canh chuyên dịch cho nó phù hợp nó ok thôi. Còn cái vỏ này thì vỏ vàng của mình thường mình chạy mình phải gắn liệt nước làm đi đường xa hơn, hay là khi chở nặng anh em chạy nó chở nó rất là nặng vò, thì mình vừa phải gắn liệt nước mình vừa phải làm thêm cái chai chổi nữa để cho mình đi đường xa thoải mái thôi. Thường đi đường xa không đứng lên mà đi bình thường đi ngủ cũng không cảm giác đau ê, tại vì mình không có chỗ dò nó ok rồi nha. Còn nếu trường hợp anh em mà chạy vỏ hai lường thì phải kê cái dò thôi, cũng không chỗ gì sao lắm nếu anh em canh dịch chuẩn ok. Thì cũng đó là số vấn đề mình chia sẻ với anh em thôi. Thì cái tour mình đi như vậy thì quay clip thứ hai cho anh em xem, clip này khá dài mình cắt làm hai á, mà làm ba vậy không chừng, tại vì cái đoạn này thì mình chia sẻ anh em nhiều, chủ yếu có thể mình ra clip riêng để anh em chia sẻ cảm nhận thôi. Thì nếu anh em mà đam mê tốc độ thì anh em cũng nên chạy vỏ thay lường thử cho biết, tại vì cái cảm giác nó khác so với cái vỏ bình thường mình ha. Thì cũng mình cũng nói thẳng với anh em biết luôn là có nhiều chỗ đóng vỏ thay lường khác nhau, nhưng mà đa phần thì nó không có đạt, tại vì người ta không có biết kỹ thuật ta làm được, rồi sau đó người ta làm nó chạy cũng được đó, nhưng mà nó sẽ có một số vấn đề nào đó nó xảy ra. Nhỏ mình thì cũng có cái vấn đề là làm cái lường này trước hơi thấp, đáng lý phải cao hơn nữa nó chạy nó mới đạt dữ nữa. Nhưng mà tay đây là cái vỏ đầu tiên cũng thợ bến thì nói mình thấy cũng ok thôi, là nó cứng cáp nó cứng ha, đầy đủ composite dày nên nó cứng mà nó nặng lắm, anh em chạy nó rất là đầm, khỏi sợ mà nó gãy hay nứt cả. Cái đó thì rất là ok thôi. Thì mình dự trù thêm một canh xăng nè, không đụng tới nha, đây còn lít xăng đụng cái gì nữa mà đụng. Thì hồi nãy anh em cứ chia đi 22 km, anh em chia cho 2,5 lít xăng đi là 1 lít nó chạy gần 10 cây số ha. Đi với cái bình 34, mình bình 34 này nãy mình nói rồi nó mắc tiền hơn bình ô cô nha. Bình này nó xịn hơn, bình này dưới lắm lâu rồi. Bình này là của con 72 đó, mình về qua đây thôi. Còn bình đó 72 mình gắn bình khác cũng y chang luôn, cái đời nó khác nhau đó. Vậy kéo nó khá là ngọt luôn. Nhưng mà nó hơi dư xăng ra đầu xíu, nó tặng thôi, nó tặng không sao, cái đó cái ga đó mình không có chạy thường xuyên. Mình không có lo, mình lo chứ từ khoảng 30% ga đến hết ga thôi. Cái đó là mình cần đấy. Thì ngày qua dọc sình em mình có quay clip dọc sình của mình đó, thì có cái hại là sình nó sẽ vô cái nồng anh em, tại vì mà mình chạy nó lên nước luôn, lên nước ra nước đường cổng ra đây sình không thì sẽ vô cái nồng nó nằm dưới đó. Cũng không ảnh hưởng gì đâu, thì nước mới vừa nó trộn lên từ từ nó cũng ra ngoài hết thôi, thì nó tất nhiên rồi. Thì cái láp đợt này mình làm nó chỉ có 2,6 thôi nè, mình có nói rồi đó, 2,6 thôi. Mình căng bật này là 6,4 á, nó khá là nhẹ luôn. Nếu anh em nào mà thích nặng thì canh thì kiểu nặng ăn để mình chạy đỡ chỗ giò, cái đó vấn đề đó không phải quan trọng, vấn đề là anh em phải canh cái chuyên dịch cho nó chuẩn thì chạy sẽ tự rút láp xuống thôi, với lại cái vỏ anh em nữa nha. Và đó là vấn đề cần thiết sáng clip này mình chia sẻ luôn. Thì
cái phần giỏi với phần chuyên dịch thì nó phải quyết định vấn đề là gút lát hay không. Số anh em cũng có nhắn tin với mình hay là gọi hỏi này kia, nó ơi sao máy em chạy chổi giò quá trời nặng, thì đó giờ chuyên dịch với cái giỏ này mà cái giỏ cũng quyết định nha nè. Nhằm khi anh em chuyên dịch em chuẩn rồi, cái giỏ không chuẩn anh em chỉnh hoài nó cũng vẫn bị. Hồi xưa mình bị rồi nha, mình từng bị với giỏ vàng mình à. Chạy nó không có đập được cái chuối không, bảy gai biết 76 mình em chạy được 66 chạy trên cái giỏ vàng mình đo đồng hồ áp 69 được 66 nên hiểu rồi. Là do cái giỏ nó bậy thì sao mình chỉnh lên là bảy mấy bình thường ha. Thì có con giỏ Đồng Tháp, cái con đó chạy lên hàng 8 được, con đó nó mạnh lắm, không sao nó mạnh à, gai biết bình thường đó chứ phải làm vuông này. Thì con đó hình như nó nhỉnh hơn con này luôn nè, nhỉnh hơn làm vuông mình luôn, nhỉnh hơn 2 cây thôi. Thì hồi sáng anh chủ máy đó anh cũng có qua mình gửi cho mình làm lên cái bình xăng, con máy xăng 4 thì cho anh thì mình cũng nhận luôn. Dù sao cũng anh em mà anh cũng tin tưởng mình làm luôn. Để từ bên Đồng Tháp mướn xe tải chạy qua nha nè. Anh bên ở bên cái gì Cao Lãnh hay chỗ nào mình quên nè, Cao Lãnh hay. Ừ đúng rồi Cao Lãnh. Ừ Cao Lãnh. À nói chung anh em Đồng Tháp mình quen khá là nhiều ha. Khách mình cũng nhiều lắm. Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, ba tỉnh là nhiều nhất. À, tại vì mấy anh em bên đó chịu chơi. Quan trọng là chịu chơi thôi. Mà Đồng Tháp như nhiều, tại Đồng Tháp gần mình á, các huyện như là huyện Tam Nông nè. À, Cao Lãnh nè. À, gì nữa ta? Cao Lãnh rồi gì gần gần bên giáp Vĩnh Long cái gì tôi quên ngang không biết. Ở Sa Đéc nè. Cái gì Tam Thanh Bình gì nữa nè. Vòng vòng mấy cái tỉnh đó đó. Ơ mà nhầm, cái huyện đó thì mình có gửi máy gì đó hết. Ừ, chủ yếu là ga biết thôi, biết là nhiều. Lỗ xu cũng có, tại vì anh em thích chơi dòng nào thôi. Nói chung phần hàng nhận cầu của máy mình thì ba đa phần bây giờ đã chuẩn hết rồi, không có sợ vấn đề gì nữa hết. À, muỗng nước này lên rất mạnh đây, vậy với lại con nòng vuông này, cái nòng khá bự, ống nước nó vô ống khá là bự, ống 27 rồi nè, ga cũng vậy luôn. Mình thấy gom là như thế này anh em thấy không? Được cái nhìn nó gọn, lỗ xu theo cái máy luôn, cái bô cũng phù hợp. À, một cái vấn đề về cái vỏ này thì mình phải sửa lại đó, cái phần lỗ chữ T nè, nó bị nghiêng rồi nè. Không phải nó nghiêng lỗi do cái vỏ do mình làm á, tại vì cái lỗ nó có cái sơ mi sẵn rồi, mình đóng cái sơ mi khác vô cái mình hạn không ngay nè, nó nghiêng có một bên nè, một phần do cái bô nha anh em, nhưng mà cái lỗ đó nó bị nghiêng là sẵn luôn. Ờ, mình sẽ chỉnh lại được, mình hàn cái ống sắt thôi, nó không quan trọng. Rồi dắt nãy mình đi chợ trước khi mình quay clip anh em coi thì mình đi chợ mình quên cái phần đó nữa. Ờ, mình mua cái ống cho dày hơn anh em, đóng vô một cái cho nó khít một cái anh em chạy là cái vỏ nó vẫn bằng à, với lại mình ngồi nó phù hợp nữa. Thì cái tay lái này nó không có cùng một đường thẳng với cái nền dàn cầu này, nó lệch qua bên nè. Vậy nó né cái lỗ ngồi mình một cái. Thứ hai là cái nó bị vướng nè. Phải né thôi. Vướng thì phải né đó, một ý với lại mình phải làm cho nó thẳng nữa. Nếu không thẳng anh em chạy cảm giác thôi để không biết dịch nằm ở đâu á. Không biết anh em có bị cái vấn đề đó chưa? Để mà không biết dịch mình nằm ở đâu á. Thì vấn đề khá là nghiêm trọng á. Chạy mà không cảm nhận được dịch nằm ở đâu anh em khó lái lắm. Tại mình cũng từng chạy với dàn cầu của anh em kia thì cũng mua cái máy cho mình thôi, Siora mà nó cũng mạnh lắm. À, đưa cho một bác thợ làm thì ổng làm cái tay lái với cái nền cái dàn cầu không để mình không có cảm nhận cái chuyên dịch nằm chỗ nào chứ. Chạy cái máy mạnh thiệt nhưng mà cảm giác là mình không có cảm giác để mà nó an toàn để mình lái, không biết nó bay lắp khi nào đó mình điều khiển. Hỏi anh em làm mà xuông cái tay lái dưới cái bọc lắp rồi dàn cầu á thì anh em sẽ cảm nhận được cái đó. Ừ mình để ra mình biết để mình điều khiển khi mà cái lắp nó có bay bất tử mình cũng còn đặt xuống chỗ nào để cho nó phù hợp. Hiện đại nó cũng hy hữu thôi, nhưng mà chủ yếu là anh em lái nó khỏe là được. Mình thì bây giờ làm dàn cầu thấp hết á, đa phần làm cầu thấp, cao cũng có, cao cũng tùy thôi. Nếu anh em để cái mặt máy đứng như 72 mà 72 mình vẫn là dàn cầu còn cao nhưng mà vẫn thấp hơn số dàn cầu rồi. Tại vì mình cũng có gặp với anh em tự làm dàn cầu, nhìn dàn cầu nó khá nhiều mất hay lạ nó kỳ thì cũng hợp lý thôi, tại vì anh em nó không có chưa có làm lần nào thì chưa có kinh nghiệm thì đó ai cũng biết thôi, mình không có gọi là chơi cười hay là sao. À, do mới lần đầu làm thì nó vậy thôi, bắt buộc phải vậy, thì đó là sẽ xảy ra thôi. Hồi xưa mình cũng vậy thôi, nhưng mà dàn cầu xưa mình cũng không cao hung, nhưng mà so với bây giờ thì dàn cầu mình đã hạ thấp xuống rất là nhiều rồi, thậm chí nó thấp dẹp lép luôn, thấp như cái dàn cầu của con 726 lòng vuông này ha. 72 vẫn đang dàn cầu còn cao, nhưng mà cao nó cũng đã thấp rồi, mình hạ mấy lần rồi ha, nó thấp hơn mấy phần nữa. À, mình lái sẽ dễ chịu hơn ha, dàn cầu cao nhầm khó lái lắm này. À, thấp càng thấp rồi càng dễ, nhưng mà anh em đừng làm lắp dài quá hoặc là cũng đừng ngắn quá ha. Lắp mình cũng nói thôi. À, tầm 2m55 2m6 thôi, như này là 2m6 phù hợp ok. Lái thoải mái. Rồi cái phần xăng thì bây giờ nó biết xăng cũng lên giá khá là dữ, nó vọt một cái mấy ngàn luôn. Thì thường thường là đài nó sẽ báo là xăng sẽ tăng nhẹ 2-3 ngàn thôi ha, tăng nhẹ thôi.
mà khi nào mà nó giảm xăng mà có giảm giá nó sẽ giảm rất là mạnh, là giảm 200-300 đồng rồi ha, thì tăng gấp 10, giảm mất 1 thôi ha. Thì thường thường xăng nó sẽ báo vậy để cho anh em an tâm thôi. Thì cái chuyện nó khá là mắc cười mà nó vô lý nữa. À, tăng gấp 10 lần thì gọi là tăng nhẹ, mà giảm mạnh thì giảm có 1 lần à. Hay như vậy. Cái chuyện khá là mắc cười. À, những cái đài truyền hình ăn nói thì khi mình nghe Trung Quốc. Đã báo đài thì nói gì ngộ, mình nghe mắc cười lắm. Mình cũng chắc được, đó là cái nghề nghiệp của người ta. Mình không có bàn nhiều. Thì anh em chơi thì máy thì tùy công suất ha, mức độ ăn xăng cũng khác nhau khá là nhiều. Tất nhiên thôi, chuyện tất nhiên. Cái phần này thì mình sẽ nói rõ một số cái. Thì ra biết thì nó phổ thông, anh em chơi thoải mái thôi. Đa phần mình đăng là ra biết nhiều. Tổ su thì cũng có, nhưng mà tùy anh em thích, mình mới lấy những con tổ su lớn. Bây giờ anh em đi đặt máy ngầm, đặc biệt là 750, 750 đặt máy ngầm thì cực kỳ êm. Tại vì cái bánh đà nó lớn, con mày nó lớn nên đặt máy ngầm kéo nó đi hơn ha. Chỉ 750 thôi, còn con ra biết đặt vẫn được, nhưng mà cái độ đạt không có bằng. Thì ra biết sẽ thích hợp anh em đi vỏ lãi hơn nhiều. Mà tùy anh em muốn chơi kiểu nào cũng được. Cái đó thì cũng không phải ai quy định gì, nhưng mà cảm nhận của mình là mình báo cho anh em biết vậy thôi, chia sẻ với anh em. Nên mình chơi cho phù hợp, khi khỏi tốn tiền rồi quan. Số anh em mua máy nhỏ xíu rồi đòi đặt máy ngầm mình cũng thấy nó vô lý. Ví dụ những con máy một máy anh em đặt máy ngầm thì chuyện nó không hợp lý đâu nè. Có những con lớn lớn mà một máy thì còn đỡ, anh em mua máy nhỏ xíu có 100 mấy 200 cc anh em đặt máy ngầm chuyện sao chạy nổi. Anh em rồi chạy 2-3 người hỏi được chạy được 50 không, mình nghe em nó cười bụng luôn, lấy mình nói kỳ. Em thấy nó vô lý. Đặt máy ngầm rồi chạy 50, đặt 750 luôn, cano bự quá chạy cũng không nổi. Anh em đòi đặt cái máy một máy mà đi 2-3 người chạy 50 không, mình nghe mình cười trong bụng thật sự luôn, kỳ. Rồi dòng khi hỏi mấy cái máy nhỏ xíu thì chạy được 20-30 không, máy mười mấy như mà mình bán mấy cắt cỏ đuôi tôm đó nè. Thì con nó chạy được 14-15 gì thôi, chạy dở vàng mà nè, đo dở vàng nặng nè, dở bình 7 mấy ký, chạy được 14-15 là đạt rồi đó. Anh em hỏi chạy được 2 mấy không, vì bằng cái 5 ngựa 5 thôi, tôi mua 5 ngựa 5 làm gì dục hết cho rồi. Chạy đó cho khỏe, ít cc nó có 4 mấy cc, chạy được 2 mấy thôi rồi, máy xăng dẹp hết. Mua nó về chạy bơm nước rồi đi ruộng rồi làm được tất cả các việc luôn, khỏi cần phải lo sợ luôn á. Cái đó mình nói thêm thôi, tại vì có số vấn đề bức xúc mình chia sẻ với anh em luôn. Để cái này cũng không quan trọng gì, chủ yếu là mất công mình phải giải thích thôi chứ không gì, vấn đề như vậy thôi. Đây, đó là mình chia sẻ thêm một cái số vấn đề mà khá là mắc cười thôi, cho anh em giải trí với lời tham khảo thì một số cái. À, nước cũng đang lớn anh em, hồi nãy chỗ này sình không, giờ nó nước lên tới đây nè. Mình đẩy nó lên xíu nữa, mình đẩy vỏ mình ra mình phá lại. Cái gì nó bay tút đây, nhìn trong trên quá. Rồi, mình xin kết thúc clip mình tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.